Chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Trung Ruồi và Duy Nam đang ở Praha, Cộng hòa Séc. Và đây là một buổi sáng đầu tiên khi chúng tôi thức dậy tại thủ đô Praha. Thời tiết hiện tại đang là 7 độ C và trời mưa rét. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang có những tấm áo khoác rất là ấm áp rồi. Nhưng mà trong nhà đã có nhưng mà ở bên dưới thì là quần đùi. Nhưng không sao cả. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay rằng là hiện tại thì chúng tôi đang ở trong một căn nhà mang đậm nét kiến trúc châu Âu cổ điển. Đây mọi người có thể thấy tất cả đều là nội thất nhập khẩu từ Ý, Italy, các rất sang trọng. Nhưng điều sang trọng và tuyệt vời nhất đó chính là chúng tôi đã sắp được ăn một cái bữa ăn Việt Nam do chính những nghệ sĩ nổi tiếng tại quê nhà sang đây để đây đầu tiên là phải giới thiệu cô chú chủ nhân của ngôi nhà. Cô chú Hải Huân. Đây. Đây, điều đặc biệt đây, mọi người có thể đoán được ai là người nấu bữa ăn ngon rất ngon trong buổi sáng hôm nay không? Anh không phải nhầm. Giờ hôm nay chỉ rửa rau thôi. Đây. Đây. À không, cũng nhầm. Mọi người có thể thấy anh Quang Thắng ở trong rất nhiều chương trình vào bếp của người nổi tiếng rồi, nhưng anh Thắng cũng chỉ vào bếp và thưởng thức thôi. Còn đầu bếp chính đây. Không nấu từ sáng giờ tạt vào mẹ. Để ngửa lên một chút, đúng rồi. Đây, em để thế, đúng rồi. Anh Quang Thắng từ sáng giờ cũng đã nấu được hai món. Món thứ nhất anh ấy định nấu đó chính là món canh trứng nhưng chưa làm được. Nhưng mà một món thịt gà thì anh đã làm rồi. Và phải nói là chị gái tôi là chị Hải đã phụ bếp đối với anh Thắng suốt từ sáng đến giờ. Nguyên cái việc đi dọn lại những gì anh ấy bày ra đã mất 2 tiếng. Và bên cạnh ấy, mọi người có thể nhìn thấy một trong những trợ thủ đắc lực của chúng tôi. Ngủ mạng sưng không được nhặt được cả mắt, cả mũi, cả mồm. Đó là Bùi Quân. Đang làm một công việc của mình, đó chính là gia đình thì mỗi người phải một việc. Minh Quân là rửa rau, còn Ngọc Hoàng là phân loại rác. Ngọc Hoàng Quốc Khánh là có một cái biệt danh là anh ấy có thể phân loại được rác hữu cơ và rác vô cơ. Thế và khi anh ấy phân loại xong thì là gia đình anh Hải Huân vẫn phải đi phân biệt lại và vẫn phải đi nhặt lại ấy, bởi vì là không kém quá. Không, sau khi Ngọc Hoàng phân loại rác xong thì cuối cùng gia đình vẫn đi vẫn không biết đâu là vô cơ và hữu cơ, cuối cùng lại phải đi kiểm chứng lại và nhặt lại. Thì đấy là nói về cái trách nhiệm của Ngọc Hoàng. Còn đây là món canh trứng, anh đem ra ngoài anh nấu canh trứng đi. Rồi bây giờ thì cùng với Trung Ruồi và Duy Nam đi tìm xem Ngọc Hoàng và Ngọc Hoàng và bắt đầu đâu. Anh nói lại câu đấy đi. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng đang ở nơi đâu mà để bọn em mong ngóng đợi lâu thế này? Chắc ở ngoài bể bơi rồi. Rất có thể là ngoài bể bơi đây. Mới giới thiệu mọi người, đây là phòng khách thứ hai của gia đình với một bộ đèn chùm. Đây là bộ đơn giản đó nhá. Ở giữa nhà có một bộ kinh hoàng lắm. Phòng gym này và giới thiệu mọi người. Tìm thấy Ngọc Hoàng rồi. Đây là chủ nhân chính thức của ngôi nhà, chú Huân là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng hôm nay mặc quần Adidas rồi. Đây, sáng chắc là buổi sáng đẹp trời hôm qua. Hôm qua đẹp hơn, nay trời đang xấu hơn một chút nhỉ. Chắc tí trời còn nắng. Những Ngọc Hoàng và chú Huân thì đang ngồi ngay tại một cái bể bơi trong nhà. Có hệ thống sưởi trong bể bơi này thì có cả phòng karaoke. Đây là cái màn hình mà bằng máy chiếu. Rồi bộ loa karaoke này thì là có tới 6 loa. Đây nữa này, đó. Vẫn thiếu bắt đầu. Thôi chắc là clip đã dài rồi, mình sẽ dừng clip tại đây và sẽ đi tìm quan bắt đầu trong clip tiếp theo. Xin chào mọi người. Chào rồi. Xin chào mọi người.